Hoài Lâm tậu xe mới, cuộc sống thay đổi rõ kể từ ngày tái xuất showbiz. Hoài Lâm đã tuyên bố sẽ nghiêm túc hơn với các hoạt động nghệ thuật. Từng là ngôi sao sáng giá của showbiz, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ là đối thủ của Sơn Tùng, nhưng bỗng chốc, Hoài Lâm lại lập gia đình. Anh cũng hủy loạt show diễn đột ngột vì sức khỏe, tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật 2 năm trước khi thực sự lui về ở ẩn. Sau khoảng thời gian ẩn mình, gần đây nam ca sĩ đã bắt đầu trở lại với những sân khấu nhỏ. Ngoại hình của anh cũng thay đổi. Cho đến nay, sau khoảng thời gian ngắn hoạt động nghiêm túc hơn, Hoài Lâm đã gặt hái được những thành tựu nhất định. Mới đây nhất, nam ca sĩ đã tậu xế hộp mới để tiện cho việc đi lại. Động thái này phần nào cho thấy cuộc sống Hoài Lâm đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Anh cũng thoải mái và tự tin giao lưu với khán giả hơn. Sau thời gian tuyên bố sẽ nghiêm túc với nghệ thuật, Hoài Lâm đã nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn. Nam ca sĩ chính thức có sân khấu trở vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, kết hợp cùng ca sĩ Bạch Công Khanh. Trước đó, anh vẫn ra các sản phẩm âm nhạc đều đặn và thường xuyên giao lưu với khán giả thông qua những nền tảng khác nhau. Giọng hát của nam ca sĩ có chút thay đổi song vẫn được đánh giá cao, có chất riêng không lẫn lộn giữa showbiz Việt.